mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm món lòng non sáng nay nhé. Nguyên liệu gồm có lòng non, bún gan, dưa chua, hành khô, hành lá, chanh và không thể thiếu là rau răm. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi làm nhé. Trước tiên ta đi sơ chế thịt lòng. Thank you.